Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Hyundai i10 bản 1.2 số tự động sedan sản xuất 2018, mới sử dụng 5,9 vạn zin. Một chiếc xe ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da bên trong là ghế da hai màu. Hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 320 triệu, còn thương lượng một chút, hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho bên em vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888, xem xe tại Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xe này được trang bị phanh ABS, màn hình cam lùi cảm biến sau là răng hợp kim đúc, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Bốn lốp này còn rất là dày. Hệ thống đèn chiếu sáng có đèn pha halogen, đèn sương mù, đèn gầm cũng là đèn halogen. Chiếc xe này đang mang biển số Hải Dương, đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tháng 5 năm 2025, còn rất là dài. Đã có thảm lót sàn 5D, keo chỉ, máy số, khung xương gầm bệ cũng nguyên bản hết. Các cái chi tiết nhỏ như táp lô, táp ly còn khá đẹp. Lịch sử hãng, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ hết. Đây là khoang chứa hành lý này. Bên dưới này là lốp dự phòng. Gương kính chỉnh điện, cục điện lên xuống kính bên lái là auto. Và đây, khoang động cơ của chiếc xe đây. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này và xin hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Chiếc Hyundai i10 bản sedan 1.2 số tự động sản xuất 2018 chạy zin 5,9 vạn, bên em đang chào bán với mức giá là 320 triệu.